Đây là phiên mới chụp lại mới nhất của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân mổ một thời gian thì bệnh nhân có ra viện chụp chiều lại, thì hình ảnh trên phiên chụp thể hiện bệnh nhân được gầy hơn 3 xương chày, hình ảnh xương gầy còn hở và dịch nhiều, đặc biệt là sau một thời gian mổ thì hiện tại xương còn hở rất là kém, hầu như là chưa còn một chút nào, đường gầy còn hở và dịch nhiều. Hôm nay là thuốc cả tháo bột, sau nám xương vị trí bình thường, cứ là thuốc đắp và thuốc nhanh nhìn xương, tiến hưởng khoảng 30 đến 35 ngày là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân còn đi lại được bình thường. May tháo bột đã kiểm tra lại đúng không? Vâng. Anh em đây. Phải nhân đạo nhé. Chân của cháu có bột nhiều xước này. Phải xước nhiều. Lâu ngày xương hơi bị cong một tí. Nhưng khi làm phát lắp xuống thì đúng xương phải hoàn toàn nhé. Thầy biết này biết có bột đúng không? Vâng, vâng. Nó có bột nó... Cháu mình lên bao tuổi rồi anh? 61. Không, đúng làm gì đâu. Anh Hùng lên trên đỉnh chiều xem, chiều xem cái khu ý ngồn của bác. Cháu biết đâu cái chân này? Cháu? Hả? Nói chơi à? Hôm nay cháu bao tuổi? Cháu nó mấy rồi? 5 rồi. Chưa tháo bột dao này chụp lại không anh? Dạ có, sáng nay chụp được. Còn là 300 ngày đúng không? Xương hầu như là can rất là kém. Các bạn nào các chậm đấy là lý do tại sao ở khác? Nó có nhiều nguyên nhân. Ăn uống à? Không phải đâu. Động. Xương ngạch thì thứ hai là có bột thì không phải nào là bó bột thì không có môi trường xương cả. Đây là xương xương muỗi mạch nữa này, xương không có môi trường mà thì coi như lâu ngày quá xương không can, môi trường anh ơi. Đó, tầm 15-12 bên ngày là cháu đi được nhá, tầm 25-30 ngày cháu đi bình thường. Cháu không học giỏi không? Hả? À? Cháu? Chú bác hỏi. Sợ. Không làm sao, không làm đâu. Trên dưới được nhé,
ba lần nhé, sáng trưa chiều, tối tối chiều đấy, của các em đắp uống nhanh nhìn xương, 20 đến 25 ngày trong những bình thường. Với bàn chân đây, với bàn chân đây, trong ban đầu được vuốt nhẹ này rồi. Xong rồi không kêu, xong rồi. Đổ mặt thôi nhá. Dạ. Nếu là trong 5 ngày đầu hàng thì cháu đi lại nhá. Xong rồi đấy. Nài mới đâu, bó nó sưng anh, đúng không? Vâng. Nài đâu, nó sưng mà. Vâng. Nè. Nhưng không ăn thôi nhá. Còn lên trên đây đi. Cứ tự nâng lên, tự mình đưa lên thế nào. Đây là da thanh lá thôi, chân da cháu nó không nắm như thế đâu. Em ăn đi thôi, em ăn nhá. Đây, sao là màu đỏ, thanh lá thì hôm nay mấy chú có mang sang đây. Đây, cháu mang lá đây rồi. Chào chào, chào chào. Chân mình bỏ nhá. Giống như là đèn pin thời chiến tranh. Quấn lần sau thì thay thì quấn như này nhá. Quấn tròn này này. Quấn tròn này. Ngày đồ triệu đem ra 1-2 lần nữa nhá, 3 lần được nhá. Bên này thì chị buông nghẹt em ở đây nhá. Vâng, em bôi nghệ vào nha. Bôi nghệ à? Dạ. Nó sẽ trùng. Bôi nghệ là linganon nhiều hơn, nhanh hơn. Mình rửa thân, mình rửa betanin xong mình bôi nghệ vào linganon mà nghiền ra rất là nhanh. Có bột là cọ sát hơn là trước một tí. Đặt định vị để bấm như cú nhé. Định vị là gì? Định vị là định vị. Cái này là định vị. Đó. Định vị là vị định. Trời, tao ra cho su ăn này. Nếu là này cho cháu cặp đứng cho em nhé. Cặp đứng ạ. Vâng. Em tưởng bao hôm trước bao ngoài lông này. Đấy, nó này, nó hết này này. Vâng. Lông này thì cặp đứng nhé. Cho cặp đứng. Nó chưa gì đã thay. Mẹ ơi. Cặp đứng bình thường nhé. Vâng. Đâu đến 5 ngày đâu mày. Nhớ nhá, mà thì thay lá y xì như này. Đấy, 5 ngày thay một miếng. Chào cháu nhá. Hôm nay ra xin lại hình ảnh của cháu. Về ngày trước cho ngày hôm ba chân chảy sau một. Bây giờ cháu đi lại bình thường nhá. Cháu đi lại bình thường. Cháu gặp chân ra nhá, gặp chân. Gặp ra, gặp vào. Rồi. Cháu đi xe đạp được chưa? Vâng. Có đi xe đạp được chưa? Rồi, rồi. Rồi ra chân rồi ra đây. Quấn chân nhá. Cháu đi đâu mà cháu gầy chân thế này? Không về. Không quay à? Nhìn ngáo đúng không? Chắc quấn luôn. Hiện tại nha, hai chân cháu bình thường nhá. Chân kia đây. Đấy, hai chân bình thường rồi. Rồi, bây giờ cháu đi lại, cháu chú nha. Đi lại xem. Đằng kia. Chân ra ra. Rồi quay lại đi. Nó đi vòng ngược, đi vòng ngược. Anh đi vòng lên. Rồi đi vòng ngược đây. Đi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Rồi tốt rồi. Đi từ vòng, đi từ vòng ngược. Quay lại, quay lại. Quay lại vòng ngược. Quay lại vòng ngược. Rồi quay đây. Dạ tốt rồi. Thôi cháu cháu ngồi đây, cháu ngồi đây, cháu ngồi đây. Cháu ngồi đây. Hôm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu 11 tuổi. Ừ. Ngày trước cháu 1 tầm 30 ngày cháu không đi được. Gần 1 tháng hay hơn tháng? Hơn tháng. À hơn tháng. Hình như là ngày trước là gần 1 tháng hay hơn tháng cái đó. Giờ cháu đi học mà thì chạy nhảy bình đào bình thường nhá. Đào cũng rồi, nhưng chưa đi, chỉ đi học thêm rồi. À, giờ đang nghỉ hè làm sao đi học bình thường được? Vâng. Cháu đang nghỉ hè nó đi học thêm đúng không? Vâng.
ngoài ra dù xuyên anh hẹn của cháu thế về quá trình nhờ trước cháu lấy một ba chân chảy sau một năm ngày không can là can lệch nhé, thì chúng nó đắn nó bó thuốc cho cháu một thời gian để khỏi rồi. Chào cháu nhé, chúc cháu trong năm học giỏi nhé.